Tối qua tại trường Đại học Đà Nẵng diễn ra vòng chung kết Olympic tiếng Anh toàn quốc năm 2020 khu vực miền Trung với chủ đề Sinh viên với trách nhiệm cộng đồng. Tại khu vực miền Trung có 5 đội xuất sắc đã vượt qua vòng sơ khảo để tham gia vòng chung kết là Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng, Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng, Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Huế, Đại học Quy Nhơn và Đại học Tây Nguyên. Trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi kiến thức và hùng biện, đội sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Huế đã xuất sắc đoạt giải nhất. Đại diện khu vực miền Trung tham gia vòng chung kết Olympic tiếng Anh toàn quốc tại Hà Nội vào đầu tháng 12. Thông qua cuộc thi không chỉ tạo điều kiện cho sinh viên các trường đại học giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học ngoại ngữ và tăng cường hiểu biết lẫn nhau, mà còn khích lệ phong trào học tiếng Anh, khích lệ sinh viên phấn đấu rèn luyện.